Hôm nay giới thiệu cho mọi người một cái món quà rất 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 là thích, một món mà mình rất là thích luôn nha. Cái món này á là được mang đồ, nói chung là được gói ghém, được mang rất cẩn thận rồi. À, đây là cái món đồ mắc nhất trong bộ sưu tập của mình. Dĩ nhiên vẫn là mua ở Nhật Bản, ở mùa từ Asakusa. Giờ sẽ mở ra xem nè. Cái hộp này bự lắm. Đúng, mọi người đoán đây là gì luôn. Nhìn hộp đã thấy hàng khủng rồi đúng không? Nhìn hộp đã thấy hàng khủng đúng không? Đây là mô hình của một cái, đây là mô hình của một cái gì nhỉ? À, bên Nhật Bản ngày 3 tháng 3 có một cái lễ hội, rồi lễ hội Hana cho các bé gái á, lễ hội búp bê á. Thì đây là một mô hình thu nhỏ của cái lễ hội đó. Đây là bộ rẻ nhất trong những bộ rẻ nhất rồi. Rẻ nhất thì là bao nhiêu giờ cô Cát ơi? Ơi, rẻ nhất là cũng cả 8 triệu, 8 triệu bộ này. 8 triệu của tôi đó, cho nên nước thấy gói không? Đó, từng món một vô cùng cẩn thận. Ý giờ cẩn thận, lấy ra chỗ này thì nó không được cẩn thận cho lắm rồi. Ô cái gì thế này, ý giờ à, cái đó để chân mà đúng vậy. Đây là cái bục sai để đây, đây cái bục như thế này rồi. Bây giờ mình phải lấy cái hình ra, điện thoại. Cái điện thoại là đó, trong đây nó có cái hình đấy. Đây, mô hình của nó là như thế này. Bây giờ tháo từng món ra, từng món đồ ra đây, từng món đồ ra, để từng món đồ lên, rất là nhiều món đồ. Đó, những cái chỗ để ngồi nè, bé tẹo tẹo teo. Ừ, bé tẹo tẹo teo đây. Chắc hơn một lóng tay một tí thôi. Một xíu đó. Một xíu xíu vậy đó. Ý dạ. Ở dưới rất là dễ rớt luôn. Ui dồi ôi. Thật sự là rất là... Rồi, thả đi. Đố đoán là cái gì vậy? Nhỏ quá, nó không pho kết được luôn á. Trời ơi, thật uống hả? Rồi, bây giờ mình sẽ nói nha. Nhìn hai cái bục mà đẹp đẹp này nè, thì dĩ nhiên nó là đồ của những người xịn sò nhất rồi. À, dễ đoán mà. Mình sẽ để nó lên trên cùng. Rồi, giờ chúng sẽ xem từng món luôn. Đây là bây giờ, cái giống như cái thảm ngồi của từng người một vậy đó. Rồi, giờ chúng sẽ xem thử nha. Ví dụ như chúng ta sẽ thử đây là gì? Đây là gì? Hai trái bowling nhờ. Ờ, giống hai trái bowling ha. Nói chung là giống như đồ decor trang trí đó. Là cái này nè. Đây là cái gì? Cái đèn. Ừ, dĩ nhiên cái đèn rồi. Này nó mắc cừ nè. Này mắc cừ nè. Đây là chiếu chiêu đúng không? Đây. Con người có nhìn ra không? Đây. Nó nhỏ lắm, nó không có kết được. Đưa mà. Bằng chung cái lóng tay của em. Bằng cái ngón nữa tay. Ồ, đó. Không cất lên nữa nè, đã. Đây là em cún. Ồ, có nghĩa là ngày xưa người Nhật người ta đã mê cún nhỉ. Người ta đã mê cún thú cưng pet rồi ha. Đó. Nhìn gần thì to nhưng nó nhỏ xí. Không phải nhỏ xíu xíu à. Thêm một em cún nữa nè, mình có tới hai em cún lận. Đây, để trên ngón tay. Trên ngón tay. Hai em đối xứng nhau vậy nè. Đó, mọi người có nhìn ra không? Thấy giống ngọn nhỏ xíu xíu không? Chút chí rồi chịu vậy đó. Đó, dễ thương không? Ồ, vui nhỉ. Ồ, đó. Ồ. Xíu xíu. Rồi, bây giờ nhìn luôn nha. Ở trong cái bộ này thì sẽ có những người đó, có bự nhất. Hai em to nhất. Ừ, hai người tự bự nhất. Đây. Hiển nhiên sẽ ngồi ở vị trí đắc địa. Đúng rồi, vị trí đắc địa dễ đoán đúng không? Mọi người có nhìn thấy rõ không? Ừ. Đó. Đây nếu như mình tính ở bên Nhật thì đây có lẽ là lãnh chúa. Và đây là vợ của lãnh chúa. Ừ. Lãnh chúa và vợ của ông.
Và mình sẽ đến trên cùng. Lên trên cùng. Rồi, và sau đó chúng ta sẽ không biết được rằng là bộ này sẽ sắp xếp như thế nào, trừ khi xem hình. Ông chủ ông bắt xem hình mà. Ông nói phải xem hình chứ nếu không không biết sắp xếp nó như thế nào. Đây. À, chế bộ linh kìa. Và có nghĩa chúng ta đựng gần đúng rồi đúng không? Vậy hai con chó thì nó sẽ nằm trên cùng. Ừ, hai và trái bolin mình nghĩ đó là trái bolin sẽ nằm giữa rồi, gọi là trái bolin rồi. Trái bolin. Đây, bolin. Bolin sẽ nằm giữa. Bolin sẽ nằm giữa này. Hai chú cún bé xiu hai bên này. Đồ này giống như là đồ bằng đất sét kìa. Nó nhẹ nhẹ. Nó mà nó vẽ lên. Đấy. Đây để zoom cận cho. Cận đầu tiên. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Rồi, tiếp theo hàng thứ hai. Hàng thứ hai là ba người phụ nữ. Ba người phụ nữ. À. Mỗi người cầm một bộ khác nhau và mình phải sắp xếp theo đúng thứ tự. Đó, bây giờ mình sẽ sắp xếp theo đúng thứ tự. Đầu tiên là ba cái miếng lót. Ừ, sau đó thì ba bà giữa là cầm một món gì đó màu đỏ đây, cái món màu đỏ đây nhỏ xíu đó, bà ở giữa. Sau tiếp là hai bà hai bên thì hầu như là không cầm gì hết cho nên cũng dễ để. Ừ, có bà cầm miếng bạc đúng rồi, cầm bên đây. Một bà cầm bông hoa, một bà cầm cái kiếm khác nhau ấy nha. Bà này cầm cái kiếm này. Đó, còn một bà cầm bạc. Rồi, đây. Cận vô. Đâu rồi? Đây. Đó, thấy rất rõ ràng. Tiếp theo là hình tiếp theo là gồm có 5 người đàn ông. 5 người đàn ông tương đương với 5 cái thảm. Thảm này ở bên đây chắc gọi là chiếu tatami á. 1 2 3 4 5 xíu qua 5 chiếu. 5 người đàn ông thì mình đi theo thứ tự này. 2 người màu xanh trước, người màu xanh ngoài cùng. Người màu xanh ngoài cùng là hầu như không cầm gì này. Đấy, thì sẽ để ngoài cùng. Người màu xanh tiếp theo. Không có chừng thiếu mất đâu. Người màu xanh tiếp theo. À đây. Người màu xanh tiếp theo là cầm một cái giống như là cây sáo nhỉ. Cây sáo vậy đó, thì để tiếp theo giống như nhạc công nhỉ. Rồi, tiếp theo đó là ba người, đúng rồi, đây là nhạc công á. Mỗi người cầm một cái loại nhạc cụ khác nhau. Ông này vác trên vai nè. Ông này vác trên vai nè. Đấy, ba người nhạc công tiếp theo. Và một người là vác trên vai nè. Một người là cầm trên tay nè. Một người là để dưới chân nè. Mọi người có thấy được không? Hai. Thấy hai. Rồi, giờ xếp vào theo thứ tự. Vác trên vai nè, cầm trên tay nè. Và để dưới chân. Rồi, đây. Rồi. Tiếp theo. Và mọi người có bóng sập. Ok. Tiếp theo là cái dàn ở dưới đây thì có hai người thôi và hai cái mâm ở giữa. Có hai người, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ đỏ. Đây, người đen đây, người đen, người đỏ, hai cái mâm giữa. Ôi chết cha, sao mới có một cái mâm à? Đây, hai cái mâm ở giữa nhỏ xíu à, cho nên hơi khó để, hơi khó thấy. Ngồi hai đầu luôn, hai cái chiếu nè, cho hai cái mông vô. Ôi. Rồi, người đỏ ở bên đây và người đen ở bên đây. Ta-da. Vô cùng phức tạp. Và tất cả những thứ còn lại sẽ ở dưới. Chúng ta còn ba cái chiếu tương đương với ba người. Ba người sẽ ngồi ở khá là trung tâm ở giữa. Rồi. Ngồi cách ra. Rồi hai bên sẽ là hai cái bông to ụ. Bông xanh bên đây. Bông đỏ bên đây.
Rồi, ủa, còn hai này nữa. Hai này để đâu? Hai cái đèn. Hai cái đèn phải để lên đây. Đúng, người xịn xò nhất là phải để lên đây. Đúng không? Rồi, hai, ba ông này ngồi dưới đây. Đây, mình thấy ba ông nhỏ như thế nào. Ông này ngồi giữa. Ông cầm cái, à đó, hai cái món đồ nó sẽ xích qua hai bên, nó sẽ xéo qua hai bên. Ủa, nhỏ như vậy luôn á chứ trời. Xíu xíu luôn á. Xíu xíu, đúng là đồ chơi luôn à. Ngày xưa chơi cái này gọi là chơi gì? Chơi đồ hàng. Đồ hàng, đã. Chỉ có cái đồ hàng này nó hơi mắc thôi. Nó hơi tốn tiền thôi. Ta-da. Chúng ta sẽ đi gần hơn về nghiên cứu từng con một nhé. Từng cái món một đó. Dài. Mình có thấy không? Dài. Đây là lãnh chúa nè. Lãnh chúa nè, vợ của lãnh chúa nè. Rồi, đây là những người hầu. Người hầu. Đây là dàn nhạc. Giống như dàn nghi lễ vậy đó. Trời ơi, vua chúa ngày xưa giàu quá. Giàu quá đi thôi. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để mua đồ chơi về chơi. Nhỏ xíu thế này nhưng mà tốn của chúng ta hơn 400 đô hen. Đúng rồi. Tính ra là gần 9 triệu rồi thời buổi này. Món đồ này mình mua ở cái con đường mà chuyên bán đồ lưu niệm ở đó, chùa Asakusa Tokyo, cái tiệm mà mình luôn nhắc tới, cái tiệm mà luôn bán mấy cái món đồ cực kỳ dễ thương và ít ỏi đấy. Chăng chăng dễ thương không, dễ thương không. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau nhé. Đấy, đẹp chưa? Tăng. Nhỏ lắm. Chiêu chiêu.